Xin chào tất cả các bạn, mình là Y Di Sử. Hôm nay chúng ta sẽ nói về Trịnh Nguyễn Phân Tranh. Sau khi khởi nghĩa Lam Sơn thành công đánh bại quân Minh, Lê Lợi xưng đế và lập ra triều Lê, Đại Việt bước vào thời kỳ phát triển cực thịnh. Tuy nhiên, bước vào đầu thế kỷ 16, nhà Lê bắt đầu suy yếu. Trong nước có nhiều biến động về chính trị lẫn kinh tế. Đến năm 1527, Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê và hình thành nên nhà Mạc. Dù vậy, các quan lại nhà Lê không chịu phục tùng và bất bình. Trong đó có Nguyễn Kim là vị tướng quân chạy sang Lào, lập con của vua Lê Chiêu Tông tên là Di Linh lên ngôi, tức vua Lê Trang Tông, rồi đem quân về chiếm được Thanh Hóa và Nghệ An. Từ đây Đại Việt được phân thành Bắc Triều, nhà Mạc và Nam Triều, nhà Lê. Khi đó, còn Vũ Văn Uyên ở vùng Tuyên Quang không chịu theo nhà Mạc và tự lập bè phái riêng gọi là Chúa Bầu. Về sau lại sai người dân biểu xin theo nhà Lê chống nhà Mạc. Năm 1545, Nguyễn Kim bị sát hại. Con rể là Trịnh Kiểm lên nắm quyền lực. Trịnh Kiểm sợ những phe phái họ Nguyễn lật đổ mình nên bày cớ giết Nguyễn Uông, con cả của Nguyễn Kim, để vươn đến đỉnh cao quyền lực. Năm 1554, Trịnh Kiểm đem quân đi đánh Thuận Hóa. Nhà Mạc bị đánh tan. Nhà Trịnh, Lê lấy được Thuận Hóa và Quảng Nam. Từ đây, Đại Việt chính thức bị chia cắt. Từ Lạng Sơn đến Ninh Bình trong tay nhà Mạc, từ Thanh Hóa trở vào trong nằm trong tay nhà họ Trịnh. Nam Bắc Triều tiếp tục giao tranh trong 30 năm nhưng vẫn ở thế giằng co. Năm 1558, con thứ của Nguyễn Kim là Nguyễn Hoàng sợ bị anh rể Trịnh Kiểm giết hại như anh cả nên xin vào trấn thủ ở Thuận Hóa. Trịnh Kiểm cho rằng Thuận Hóa là nơi cằn cỗi hoang vu nên cho đi. Năm 1569, Nguyễn Hoàng ra Thanh Hóa yết kiến vua Lê Anh Tông, nộp quân lương giúp Nam Triều đánh nhà Mạc. Rồi đến lạy Trịnh Kiểm, khiến Trịnh Kiểm rất vui và giao luôn cho Nguyễn Hoàng đến hết đất Quảng Nam với điều kiện là mỗi năm đều phải nộp thuế là 400 cân bạc và 500 tấm lụa. Nguyễn Hoàng là người cầu tiến, có chí lớn nên khi đã nắm giữ được Thuận Hóa và Quảng Nam thì không chỉ lấy được lòng dân mà còn đánh đuổi được quân Mạc xâm lược. Năm 1575, Trịnh Kiểm chết, con là Trịnh Cối lên thay, nhưng do yếu kém nên quyền lực dần thuộc về tay em là Trịnh Tùng. Năm 1592, sau nhiều năm chiến tranh giằng co, thì Trịnh Tùng đã giành được thành Thăng Long, khiến nhà Mạc phải chạy lên phía Bắc. Lúc này, Chúa Bầu không còn theo nhà Lê như thời Nam Bắc Triều nữa, mà đã quay sang hợp tác với nhà Mạc để chống lại nhà Lê do họ Trịnh cầm quyền. Khi đưa vua Lê về Thăng Long, Trịnh Tùng bắt đầu mưu tính tới Nguyễn Hoàng ở trong Nam. Năm 1593, Trịnh Tùng sai Nguyễn Hoàng trong Nam ra Bắc với lý do phối hợp với họ Trịnh tiêu diệt tàn dư nhà Mạc. Sau đó, ông được giao ở lại trấn giữ Sơn Nam và không cho quay về địa bàn của mình. Ông đóng quân ở đó 8 năm và tìm cách thoát về Nam. Năm 1600, nhà Mạc nổi dậy. Nguyễn Hoàng xúi giục các hàng tướng cũ của nhà Mạc nổi dậy để lấy cớ đi đánh dẹp. Vì Trịnh Tùng còn bận đối phó với nhà Mạc và nhà Vũ nên đồng ý cho Nguyễn Hoàng đi đánh dẹp. Nguyễn Hoàng nhân cơ hội đó lên thuyền thoát về Nam. Trịnh Tùng sai người đem thư dụ Nguyễn Hoàng ra Bắc lần nữa, nhưng ông không ra. Sau đó lại bỏ và không nộp thuế đều đặn cho miền Bắc. Để xoa dịu Trịnh Tùng, ông gả con gái Ngọc Tú cho con của Tùng là Trịnh Tráng. Năm 1611, do quân Champa liên tục quấy phá vùng Hoa Anh nên Nguyễn Hoàng sai Văn Phong đi đánh dẹp. Champa nhanh chóng thất bại và vùng Hoa Anh được lập thành phủ Phú Yên. Năm 1613, Nguyễn Hoàng mất, con là Nguyễn Phúc Nguyên lên thay. Năm 1623, Trịnh Tùng mất và con là Trịnh Tráng lên thay. Năm 1625, Trịnh Tráng dồn binh lực đánh nhà Mạc và bắt sống được Mạc Kính Cung tại Cao Bằng, sau đó giết chết tại Kinh Đô. Mạc Kính Khoan cầu viện nhà Minh. Nhà Minh quyết định can thiệp vì tình trạng Nam Bắc Triều có lợi cho Trung Quốc. Trịnh Tráng không còn cách nào khác mà tuyên bố giao cho Mạc Kính Khoan trấn giữ vùng Cao Bằng. Năm 1627, do Nguyễn Phúc Nguyên nhiều năm không nộp thuế, Trịnh Tráng đứng tên vua Lê, gửi sắc trách chúa Nguyễn, đòi đích thân ông phải ra Bắc. Ông không nhận quốc thư mà thay vào đó còn tăng cường phòng thủ. Tháng 3 năm 1627, Trịnh Tráng huy động hơn 20 vạn đại quân thủy bộ vào Nam đánh họ Nguyễn. Từ đó đến năm 1672, hai bên Trịnh Nguyễn đánh nhau lớn 7 lần và một số lần đánh quy mô nhỏ hơn. Chiến trường chủ yếu ở bờ sông Danh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Trong 7 lần đánh, nhà Nguyễn chỉ đem quân đánh nhà Trịnh một lần
mà đã lấy được 7 huyện phía nam sông Lam Giang. Nhưng vì các tướng lĩnh có xung đột với nhau nên đã bỏ thành và rút về. Về lương thực thì nhà Trịnh vượt trội hơn nhà Nguyễn, nhưng do tiếp tế xa và nhà Nguyễn thì lại đánh trên đất của mình nên tiếp tế rất ổn định, nên khiến cho hai bên trở nên đối địch chứ không làm gì được nhau, khiến cho đời sống của người dân lầm than, khốn khổ. Sau nhiều năm giao chiến thì hai bên quyết định lấy sông Danh làm biên giới chia cắt hai đảng. Vì hai triều đình ở hai đảng cai trị tốt nên đã duy trì được hơn 100 năm. Năm 1677, chúa Trịnh sai Đinh Văn Tả đánh thắng nhà Mạc. Mạc Kính Vũ chạy sang Trung Quốc, chấm dứt sự cai trị của nhà Mạc tại Cao Bằng. Năm 1699, Vũ Công Tuấn bị bắt và giết. Lãnh thổ chúa Bầu ở Tuyên Quang được sát nhập vào lãnh thổ nhà Lê, Trịnh. Nhà Nguyễn không thể tiến về Thăng Long được nên ra sức mở mang bờ cõi về phía Nam và phía Tây. Năm 1658, nhân tình hình nội chiến chú cháu ở Champa, Nguyễn Phúc Tần đem 3.000 quân đánh ở Đồng Nai ngày nay, bắt được vua nước ấy là Nặc Ông Chân đem về giam ở Quảng Bình một thời gian, rồi thả về với điều kiện phải thần phục và triều cống. Năm 1679, các tướng lĩnh nhà Minh không thuần phục nhà Thanh đã mang 3.000 quân và 50 thuyền xin làm dân nước Nam. Chúa Nguyễn chấp thuận và giao cho đất Gia Định làm nhà và làm nông. Năm 1693, chúa Nguyễn Phúc Chu sai tướng Nguyễn Hữu Cảnh đánh chiếm phần còn lại của Champa và sát nhập vào lãnh thổ chúa Nguyễn, nhưng vẫn trao quyền tự trị cho người Cham ở đây. Năm 1708, thương nhân người Hoa tên Mạc Cửu khai phá vùng đất Hà Tiên, Kiên Giang và xin sát nhập vào lãnh thổ chúa Nguyễn. Chúa Nguyễn phong cho cai quản. Nhà Nguyễn ở Đàng Trong tiếp tục đưa người ra khai thác và kiểm soát các hòn đảo trên Biển Đông và Vịnh Thái Lan. Đến giữa thế kỷ 18, nhà Nguyễn đã kiểm soát được lãnh thổ vùng Nam Bộ ngày nay cùng với các quần đảo ở Trường Sa, Hoàng Sa cũng như Côn Đảo, Phú Quốc, vân vân. Từ khi lấy sông Danh chia đôi đất nước thì công việc hai bên trở nên ổn định và phần nào giúp cho cả đất nước được hưởng lợi và giàu mạnh. Tuy nhiên, kể từ sau giai đoạn này thì các chúa Trịnh, Nguyễn lơ là việc triều chính, khiến chính quyền hai đảng ngày càng suy yếu, lòng dân chán ghét và nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân nổ ra khắp nơi. Năm 1771, ba anh em nhà Tây Sơn là Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ khởi nghĩa chống chúa Nguyễn, chiếm thành Quy Nhơn làm căn cứ. Vì ba anh em có tư tưởng lấy nhà giàu chia cho người nghèo nên những kẻ nghèo khổ theo phục rất nhiều, khiến thế lực của ba anh em ngày một mạnh. Chẳng bao lâu mà đất từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận đều thuộc về ba anh em. Khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ. Các bạn vừa xem xong video, hãy cho tôi biết suy nghĩ của các bạn bằng cách comment bên dưới. Bạn nghĩ gì qua video này? Nếu thích thì hãy like, share. Đừng quên đăng ký EG Sử và bấm chuông để không bỏ qua những nội dung thú vị tiếp theo nhé!